Hello cả nhà, em lên con Citizen Reguno dòng radio control ha. Con này chạy pin năng lượng nha cả nhà, có lịch ngày gốc 3 giờ, dây chất liệu thép còn đẹp keng nha, rất là đẹp. Size đo chưa núm là 36, luôn núm 38 ha. Với em có con đồng hồ Mỹ Elgin USA. Con này kiểu dáng đơn giản, có mặt cương nhìn rất là lạ. Cũng chạy pin năng lượng nha cả nhà. Chất liệu titan. Kiểu dáng dây sư cá rất là độc đáo. Đáy xoáy luôn ạ. Con này có núm cổ chai nha cả nhà. Lịch ngày gốc 3 giờ. Hai con đều dây dài rộng thoải mái nha. Chạy pin solar. Em để cả nhà 550 em bao ship nha. Rất là đẹp, em mời cả nhà lựa chọn ạ. À.